Chào mừng bà. Giới thiệu cho anh em về khung ha. Ở đây chào mừng bán hai loại, đó là khung u và khung thẳng. Thì nó hoàn thành theo combo như vậy. Thì quy búa tăng chỉnh rồi so hai đường tâm đầu chụp. Còn những cái đầu chụp này ở trong bộ ruột nó rất phí, mình không cần sử dụng tới anh em, đúng không? Nếu như mà mình xài cái dạng hạng thanh ba khúc hay là giảm thanh mà nó liền khung phi 35, phi 32 liền khung thì mình đâu cần phải xài cái đầu chụp, tại vì xài bỏ đầu chụp vô nhìn nó xấu hơn, đúng không? Nó còn ở đây như khung u nè, quy búa tăng chỉnh lò xo định tâm cò ruột cò chạy đồ trượt úp lò xo vòm dép. Vòm dép này là chữ U, chỉ có xài vòm dép nha anh em. Còn anh em nào cũng chế qua vòm A thì hơi khó xíu đó nha, nó sẽ cấn anh em nha, chú ý kỹ về điều đó. Như cái mẫu combo U này anh em muốn mua tay gỗ thì em có luôn tay gỗ màu như thế này luôn nè. Tay gỗ của em là màu như thế này luôn đó. Thì anh em nào mua thì muốn lấy tay gỗ thì em bán thêm tay gỗ nha. Gỗ của em là sản xuất ra là gỗ chó. Bữa nào em đã nên làm clip tay gỗ cho, tại hôm nay hơi bận em cũng quên đi mất. Kia là combo khung thẳng, ở đây combo khung u. Thì cái hình thức mua bán bên trào mềm á của mình á là ship code không kiểm nha anh em, luôn nhớ ship code không kiểm ha. Combo khung bây giờ nó cũng rất rẻ, anh em lựa chọn mua bên nào thì cứ mua ha, đầy đủ hết ha. Ốc chốt cò nè, cò bên kia đầy đủ, quy này là trong nhựa ngoài đồng ha, anh em về nhớ nhét mỗi đầu hai ống sim vô mà xài để tránh xì hơi. Đầu quy là đầu tám, cạnh để sử dụng nó thì cứ cạnh đuôi tám thôi, cạnh đuôi tám mà về mình sử dụng được. Condo ở đây á, condo ở đây nó là một cái dòng súng BCB mạnh nhất, phải nói là nó mạnh, nó rất là mạnh, nhưng mà nó không đảm bảo ở chỗ bắn sướng. Đó là thứ nhất, cái condo nó tạo cái tư thế bắn cho mình rất là khó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thằng condo này á, nó hay bị cái tình trạng đó là cái cò, cái lưỡi cò khi mà nó đã bị mòn ở đây nè ha anh em, khi nó đã bị mòn ở khúc này thì nó sẽ không chặt búa, dẫn tới là không ăn búa và bị trượt cò, hoặc là rất dễ bị nhảy cò đó. Mình phải chú ý về thằng con đôi là như thế, hoặc là những cái này nó đã bị mòn, những cái khớp nối với nhau nó trượt ra ngoài rất là nguy hiểm. Nên anh em chơi thì anh em chú ý kỹ, khi lên đạn rồi đừng đưa trước mặt anh em bạn bè của mình nha. Mình đã mua được cây súng, mình đã mua đồ ráp được cả chục triệu rồi, lại mình đi tiếp cái viên đạn đó, đúng không? Bắn luôn đi, bỏ, cho dù có chốt an toàn cũng thế thôi, đừng bao giờ ý vào nó, tại dù gì nó cũng được con người tạo ra. Con người thì ngón tay, bàn tay mình cũng có ngón dài ngón ngắn mà, chứ đừng có nói là món hàng do con người mình tạo ra nha anh em. Anh em nào mua liên hệ tới chợ mềm, sau khi đặt hàng xong chợ mềm sẽ ship riêng. Đối với khung thì anh em vui lòng cọc 50 ngàn ha. Riêng về khung thì cọc 50 ngàn, ship code không kịp ha.